Nhí đây, thằng Tiến Dũng này mồm thối thế, chưa đánh răng rồi. Đủ Scaler luôn. Scaler luôn, ngon 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 ngon. Mẹ nó. Tính vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thạch Nhật, hề nhô ní, vẫy vẫy. Hello Ní, hello Nhật nhá. Hello chưa à? Hello Minh Hiếu nhá, anh mới bật like luôn á. Anh vừa vô cái me không nhặt súng anh chết luôn rồi. Trận đầu tiên trong ngày đây. Trời ơi trời ơi. Búa thế nhờ. Để qua đây có thằng bay rủ xuống. Anh em like share chia sẻ cho em quả rồi nhà ơi. Vài ngày nữa hết mùa rồi đó. 18 vũ. Chưa thấy chết địch nào. Thằng nào không? Không ai à? Game giờ này anh em có bị đứng cảm ứng không? Mình lâu lâu lại bị đứng cảm ứng em ạ. Tiến Dũng, Lia. Tiếng gì nhỉ? Lia thì không vui, mấy khu này có người vui, mình thích có người à. Có Scaler mà đâu sợ đâu. Thôi lút đại đi thôi. Đi dỗ thôi. Đi dỗ tụi nó chứ. Trận đầu tiên chưa có kill là không được rồi. Không thấy có AK nào ta. Toàn B rồi. Xu nhiều chắc mua quá. Mua AK đi, không bắn B rồi đâu. Đó đi. Ngồi lên đó luôn. Bắn thính đằng sau à? Cướp thính luôn này. Anh. Nó sẽ cái ngon hơn. Ở đâu ta? Thính này qua wow, nó luôn à? Thính ở chỗ lạ nhờ.